Xin chào toàn thể anh em đến với clip thứ N của mình. Thì kênh mình lập ra với tiêu chí là mang đến cho anh em những cái phút giây trải nghiệm và cảm giác nhớ lại võ lâm 2 một thời đã qua. Thì tiếp tục ngày hôm nay tiếp tục là series xả hàng những chuỗi những ác giá rẻ được anh em tin tưởng và ủng hộ. Thì tiếp tục lại đang bán một em côn lôn thiên sư, và côn lôn thiên sư ở bên server Hỏa Phụng. Hiện tại là server Hỏa Phụng. Vâng, có thể nói là hiện tại thì có bét phá địch và bét phòng ngự, bét lăng phá địch. Thông tin chuyển sinh 9 cấp 88, cảnh giới võ hoàng và danh vọng sư môn. Hiện tại chưa có hiệu, chưa có hiệu gì. Về trang bị, và trang bị thì có thể thấy trên hình chuyển sinh 988. Hiện tại là dư cấp để có thể chắc là lên được 90, và hiện tại là thiếu hồi tiên đơn để tăng cấp thôi. Đầu tiên nón hào hiệp vô hạn, nón nhìn thì ta có thể thấy là phun đá hết rồi, và phun đá lăng rất là ngon. Chạy cho nó nhanh. Áo cũng phun đá lam luôn, phun đá nói chung là quần cũng vậy, không có bảo kích. Cặp ngọc nội công giãn cách và nội công hiệu quả thương dược cũng phun đá hết rồi, rất là ok. Kiếm hào hiệp thường đã tẩy tẩy các dòng của nó, công kích nội công và giảm nội phòng đối phương, cũng gần như là kiếm hào hiệp vô hạ rồi. Hiện tại cộng 8 là hơn 900. Tín vật cấp 8, vâng, tín vật cấp 8, nón bọc và phòng ngự. Hiện tại thì đã có áo Uẩn Linh 7 lưu trữ trong tủ áo. Còn chủ áp có BM cho mình, bảo là đủ điểm đổi Uẩn Linh quần rồi, Uẩn Linh 7 quần, nhưng mà chỉ cần có vàng là đủ là đổi được thôi. Đấy, chỉ cần có vàng. Còn áo thì đổi rồi. Dàn văn sức thì văn sức đầu tiên vô hạn, và nội công thân pháp công kích nội công O2 vô hạn, 3 cung vô hạn luôn, nội công linh hoạt. Ô thứ 4 vô hạn lốt. Còn ô thứ 5 thì là hoàn mỹ, và hoàn mỹ lăng 3-10 thay, và mật tịch tiến cấp đầy đủ 4 phụ lục. Kim xà thì vâng, nội công tẩy dòng nó ngon rồi, mua về chỉ việc chiến nhau thôi. Nội công và các dòng ọp rất là ngon. Về kinh mạch, kinh mạch đang thích kinh mạch 4. Anh em có thể làm nhiệm vụ cốt thì nhận được rất là nhiều chân khí để có thể kích full mạch 4 hoặc lên mạch 5. Bây giờ hiện tại thì đang có code bên mới hôm qua, và bên Vina Game chính thức ra hai môn phái mới và code server mới cho anh em. Hiện tại các server khác cũng đều nhận được code hết. Đồ áo nhỏ thì cũng tương đối là nhiều ngoại trang. Thú cưỡi thì có hồ ly. Đá quý thì còn tương đối cũng là nhiều, thoải mái luôn. Điểm băng còn hơn 2k, nâng cấp lên hiệu 8. Vâng, cũng còn rất là nhiều lát 9x cho anh em. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đến xem dương xem có gì không. Kiếm Hảo Nguyệt và kiếm chiến cuồng, rất là nhiều đồng tế trí nguyện cho anh em nâng cấp hiệu 3. Một ít văn sức giác và ít vầng cá để anh em đổi văn sức.
30 quần linh 6 cho các bạn có thể tạm thời chưa có đổi được quần linh 7 thì có thể sử dụng được vào đây. Vâng, thì đấy là toàn bộ thông tin ác. Thì cuối cùng là về giá của ác. Giá của ác chủ ác đưa ra là 1.3 triệu. Vâng, tròn 1.3 triệu cho các bạn. Thích chơi cô lôn thiên sư thì có thể muốn trải nghiệm cảm giác vâng, cái này thì có thể là mua về. Vâng, chuyển sinh 988 anh em nhá, 1.3 triệu toàn thể ác. Vâng, tiếp theo đến một arc tiếp theo. Một arc xả hàng trong nhân dịp mùa hè. Võ đang kiếm, vâng, võ đang kiếm bên server phục cổ. Vâng, với một bạn của Facebook gửi cho mình, vâng, một bạn khác tiếp theo. Thì vâng, thiếu lâm võ đang kiếm bên server phục cổ, hiện tại là server phục cổ. Với best 6 phá địch. Còn lại thì được con best 6 phá địch. Tin tức thì chuyển sinh 9 cấp 85, cả hai áp đều là chuyển sinh 9. Đấy. Hiện tại thì có hiệu thiên quyền, có một hiệu thiên quyền thôi, chân khí 750k. Điểm quyến rũ thì 3.200. Mình cũng không biết về nhiều cái quyến rũ lắm, chả biết là cũng quyến rũ được người khác không, không biết. Về trang bị thì nhìn đồ cộng rất là đẹp, 12, 13. Vâng, nón hào hiệp vô hạ 13, cộng 13 phun đá. Phun đá tốc tốc cho nó xuất chiêu cho nó nhanh. Áo phun đá 5, vâng, tủ bảo kích. Quần phun đá hết rồi. Chẳng là những ác này người ta đầu tư vào để phun đá anh em ạ. Cặp ngọc hiệu quả thương dược chắc chắn rồi. Vâng, cặp ngọc hiệu quả thương dược với vo đan kiếm thì rất là trâu. Kiếm hào hiệp vô hạ, vâng, hào hiệp vô hạ thì thật sự là trước nay thì mình nếu anh em xem clip của mình cũng có để ý rằng là mình rất là ít khi và hầu như là rất là ít mình đăng về võ đăng kiếm hay là các môn phái khác, chủ yếu là thiếu lâm quyền, thúy yên vũ tiên rồi nam minh kiếm gì đó, nhưng mà rất là ít khi đăng về một võ đăng kiếm. Một môn phái gọi là những người chơi nhưng mà cực kỳ đi lên server 1-1 lại cực kỳ là hiệu quả. Kiếm hào hiệp vô hạ, vâng, nội kích có thể nói là cộng 12, nội kích 1.001, tẩy đêm cũng rất là cao. Tín vật cấp 9, nón chuyển sinh 9 bỏ qua phòng ngự. Áo uẩn linh 7 và quần uẩn linh 6, nhưng mà ác này khác hơn một chút là ác này có cả uẩn linh 7 quần áo rồi, nhưng mà hiện tại là hết vàng cho nên không lấy ra. Văn sức thì văn sức thứ nhất nội công gân cốt, nhưng mà văn sức cấp 1 hoàn mỹ. Ô 2 cũng hoàn mỹ cấp 1. Ô 3 thì là vô hạ cấp 2. Đấy, ô 4 anh em có thể xem. Và ô 5 thì là hoàn mỹ cấp 2. Vâng, thì báo đen, báo đen vĩnh viễn lưu trong tủ áo, và mình vừa kiểm tra xong. Đấy, A này cũng rất là ăn chơi, chịu đầu tư, tiến cấp mật tịch vâng, đầy đủ. Kim xà thì áo choàng thì op rất là ngon, nội công 15%, gần như là mắc. Huy chương cũng vậy, vâng. Giày thì tăng tốc độ xuất chiêu. Kinh mạch thì cũng kinh mạch 4, vâng, kinh mạch 4. Nếu mà mình có nhanh quá thì anh em có thể là chỉnh tốc độ chậm video để có thể là xem được thông tin đáp rõ nhất. Đá quý thì cũng còn rất là nhiều đá quý. Vâng, cho anh em nâng cấp có thể là lên ẩm huyết hoặc là nhận thêm món hào hiệp vô hạ nữa. Vâng, đang có cốt mà. Tủ áo nhỏ thì vâng, cũng rất là nhiều ngoại trang.
Lưu tủ áo đây. Hiện tại thì Lưu ở quận Ninh 7 rồi nhưng mà hết vàng. Vâng, đây, đội công 115, phòng thủ báo kích 10. Thú cưỡi thì có báo đen và bạch hồng, vĩnh viễn, lưu tủ áo. Còn cái này thì có cái cánh lấp lánh. Vâng. Trần phái 20 thành. Vâng, tôi luyện lên trần phái 20 thành. Điểm mật tình ở búp. Ngoài ra còn có sắc búp tạm ổn hỗ trợ anh nhá. À vâng, thì vâng thì mình vừa kiểm tra trên bài bán của bạn bạn chủ ác thì còn cái này là áo choàng kim xà lăng. Vâng thì nếu mà anh em nào mà có muốn mua áo choàng kim xà lăng này thì có thể là liên hệ với giá là đó là 750k. Đây là mình kiểu đây là bạn này bạn bán lẻ nhá. Bán lẻ áo choàng kim xà lăng là 750k, bán riêng không kèm với ác yếc gì hết. Rồi, giao dịch được đây. Đây mình cho các bạn xem lại một lần nữa off áo choàng kim xà lăng 750k. Trong dương thì có thể nói là vâng rất là nhiều đồ bốn đến dư bốn muốn hào hiệp vua hạ nữa. Vâng, bạn này rất là chịu khó kế cốt. À không, ba món, mình xin lỗi nhá, mình ba món thì đầu hai món áo này, một món quần hào hiệp thường, một món hào hiệp vô hạn. Vâng. Nhưng mà chưa khảm đá gì, ở trong cũng rất là còn nhiều đá cho các bạn có thể khảm. Ngọc Dương Dương 8%. Còn lại thì mật tịch đang luyện dở, thế thôi. Vâng thì lại còn dư cả hai cái lệnh bài hào hiệp vô hạ, nón với cả quần nữa, rất là nhiều đồ hào hiệp vô hạ luôn, rất là nhiều. Á quý nữa còn dư trong đây, rất là nhiều sách bét cho anh em. Thoải mái 1 đến 6. Vâng. Vâng thì cuối cùng võ đăng kiếm full 4 món hào hiệp vô hạ, cả quần áo nón và vũ khí, chuyển sinh 9 cấp 85. Vâng, mình nói sơ qua thông tin của Ninh 7 đầy đủ. Vâng, văn sức cũng đầy đủ. Tín vật 9, vâng, quên hiệu bang nữa, quên mất. Hiệu bang còn 35 điểm bang và nâng cấp đến hiệu 9 rồi. Vét phá địch, vâng, tiến cấp đầy đủ, kim xà mở khóa full. Thú cưỡi cũng 2 con. Ở trong dương rất là nhiều đồ hào hiệp vua hạ nữa. Với giá hạt rẻ, vâng, 2.1.000 cái ác võ đăng kiếm, chuyển sinh 9 lai. Còn nếu mà bạn nào đây là mua nguyên ác nhá, bạn nào mua thêm món kim xà lăng thì là 750k. Đấy, thôi. Kim xà lăng là 750k, còn lại thì ác là 2.1.000. Nguyên ác là 2.1.000, còn lẻ món kim xà lăng riêng là 750k. Đấy thì anh em nào có nhu cầu mua thì hãy liên hệ ngay. Cô Luân Thiên Sư và Võ Đăng Kiếm đều chế sinh 9 và nhìn rất là nhiều giống nhau. Có thể là hai anh em cùng cha, khác ông nội. Vâng thì clip của mình đến đây thế thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ trong thời gian qua. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.